Rồi, xin mến chào anh em ha. Hôm nay cửa hàng em về là một con G410 nha anh em. Hàng đẳng cấp nhất cái dòng máy cưa G của Bixu ha. Dòng 410 này thì phải nói là nói đẳng cấp dòng của Bixu thì quá kỳ anh em. Nếu cái dòng mà bằng CC nó là nó chạy đẳng cấp nhất. Nhiều anh em thợ đã biết về nó lắm rồi. Nên em khỏi cần giới thiệu ha. Máy thì cực đẹp, nguyên zin từ con ốc. Chạy sên 325 anh em. Để em gỡ lên bên trong cho anh em xem. Máy cực đẹp, lam Latin luôn. Siêu đẹp. Khá là lâu rồi mới về được con đẹp như vậy anh em. Đây. Lọc gió trắng phiếu. Bình xăng con rồi không có coi được ha. Tóm lại là zin 100% nha anh em. Hoạt động là im gu như chó thở luôn ha. Dòng này chạy tiết kiệm xăng, siêu bền. Phụ tùng thì hàng 5.200 nó nháy như này anh em. Nè, G410. G410 AV nè anh em, Made in Japan nè ha. Anh em thấy con máy cưa đơn giản nhưng giá trị nó cực kỳ cao ha anh em. Nè, đít rất là đẹp luôn ha anh em. Bô bọng cũng còn rất là đẹp. Đây anh em, đặc biệt cái lam Latin anh em, cái đầu quạt nè. Còn như mấy thùng luôn ha. Đầu quạt là chưa xài luôn á. Đầu quạt nè. Cái lam thì nên để ngoài mưa thì nó nắng mưa thì nó xét thôi, nhưng mà ăn thua cái đầu quạt thôi ha. Một cái lam giá trị ăn thua cái đầu quạt thôi. Rồi để tới cái phần test nổ anh em. Anh em nghe GT của anh em. Như chó thảo luôn ha. Liên hệ số điện thoại là 0944787771. Số điện thoại có sử dụng Zalo và Facebook ha. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thạnh Lộc, Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Em là Tính, chuyên máy cưa xích hàng bãi Nhật. Nick Facebook là Nội Đi Nhật anh em.